Rồi đi lúc này nước vui ơi. Đồ chơi của anh đi đó, đồ chơi đó. Qua đó đi. Em lấy ra coi đi. Ơi. Em đi tự khui ra nè. Lấy ra coi. Ung con vịt kìa. Đứng dạng coi. Chị quay về chụp coi ba, thấy đẹp á. Ừ. Thôi này ơi. Khui vịt đi, lấy vịt ra, còn con gì nữa không ta? Lấy vịt ra. Ơi, con vịt đã, ba mua vịt trước đi. Ủa còn con gì nữa không nữa kìa. Đi. Quá trời luôn. Ơ, à. Nhiều quá, nhiều quá. Con này con gì nè, con này con gì? Ơi. Con gì? Con gì? Chó, chó sủa hay sao? Vâng vâng. Này con này con gì nè? Con gì? Vịt. Vịt kia là sao? Cặp cáp. Con vịt kia đó hả? Con gì nữa kìa, con nữa kìa, quan nữa kìa. Nhiều quá rồi. Vui chưa? Con vui không? Dạ vui. À. Cảm ơn ba mẹ ơi. Khoanh tay lại dạ. Khoanh tay lại.
nè, đi có nhiều đồ chơi không nè, đi khoanh tay dạ cảm ơn ba mẹ nè. Dạ, con tay là cảm ơn ba mẹ đi, ba mẹ mua đồ chơi nhiều con đó. Ừ, con tay con dạ đi. Tay dạ đi. Đi. Nè, rồi con tay dạ ba mẹ nè. Con tay lại dạ. Dạ ba mẹ. Đi. Rồi ơi. Uống sữa. Tắt máy, thanh ốp đi.